Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. Như thường lệ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm một bình hoa dáng cao để bàn thờ. Chúng ta cùng nhau vào phần hướng dẫn. Về phần chuẩn bị, hôm nay mình đã chuẩn bị một bình sứ dạng trụ cao 40 cm và 1/3 cục mút. Về phần hoa thì hôm nay mình có chuẩn bị hoa lis, hay ở ngoài miền Bắc thì sẽ gọi là hoa lo kèn tây, cúc tia nhĩ xanh, một ít lan phù nữ. Lá thì mình có lá thiết mộc lan, lá sĩ pháp. Về phần phụ kiện thì hôm nay mình sẽ kết hợp cắm hoa cùng với xếp quạt vào. Về phần quạt thì những cái clip trước mình đã hướng dẫn rồi, nên là mình đã xếp sẵn để tiết kiệm thời gian. Và que tre thì những cái que tre này thì chúng ta cũng có thể dễ dàng kiếm được ở xung quanh nhà mình, hoặc là nếu mà không có thì chúng ta sẽ ra những cái cửa hàng phụ kiện để mua, ở ngoài đó ta cũng có bán. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào mút bình này ha. Ở đây mình đã chuẩn bị 1/3 cục form, và mình sẽ dừng đứng cục form này và lấy dấu trên cái miệng bình. Cái bình của mình thì nó có miệng rộng ha. Sau khi mình lấy dấu xong thì mình sẽ gọt và mình sẽ chừa lại một nửa cục mút ha. Sau khi gọt xong thì mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy kiến để mình lót bọc nước lại, hoặc là các bạn có thể không cần sử dụng cái bọc kiến cũng được, bởi vì cái bình này thì bình chứa nước được, nên chúng ta có thể đặt thẳng cục form vào và chế nước vào để cục form hút nước luôn ha. Tiếp theo mình sẽ gia cố cục mút vào trong bình ha. Như vậy mình đã vừa hoàn thành xong công đoạn gia cố mút. Tiếp theo mình sẽ vào phần hướng dẫn cắm hoa. Đầu tiên mình sẽ cắm cái hướng, cái dáng bình của chúng ta hôm nay sẽ có dáng cao. Và các bạn lưu ý là ví dụ như các bạn không có những cái bình giống như mình thì các bạn cũng sẽ lựa chọn những cái bình có dáng đưa cao lên ha. Tiếp theo mình sẽ cắm cái phần que tre này cao hẳn lên phía trên, và chiều cao khoảng độ 40 cm, cây cao nhất. Tiếp theo mình sẽ cắm thêm 3 cây nữa, sẽ có cái độ cao giật xuống so với cây đầu tiên một chút xíu, và nó sẽ tạo thành một cụm ngay ở giữa vậy ha. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không cắm cho cây trước che mất cây sau, và chúng ta sẽ cắm so le ra ha. Tiếp theo đây là quạt mà mình đã xếp. Các bạn sẽ cắm cho mình, cắm đưa ngang ra, cắm đưa ngang. Đây, cái quạt của mình sẽ cắm vuông góc với cây bình. Và mình sẽ cùng chuẩn bị một cái quạt nhỏ hơn. Mình sẽ cắm thêm một cái giật về phía trước của cái quạt này, cũng cắm vuông góc với cây bình luôn ha. Đó, như vậy mình đã có cái dáng bình của mình là một cụm que tre đưa cao và hai quạt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng lá lan để tạo cái phần dáng ở bên phía tay phải của mình. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo dáng lá lan ha. Đầu tiên các bạn sẽ cắt xéo ở dưới đây. Tiếp theo các bạn sẽ gấp đôi cái khúc đầu lá lan lại. Tùy theo cái độ lớn mà các bạn có thể xếp ngắn lá lan lại như vậy thì cái cuồng lá của chúng ta sẽ ngắn, và chúng ta để dài như vậy thì cuồng lá sẽ dài. Bạn đâm xuyên qua. Ở đây mình sẽ tạo một khóm lá ở bên đây. Về việc kết hợp giữa hoa, lá và phụ kiện, ở nhà chúng ta cắm hoa thì sẽ tiết kiệm hoa cho chúng ta và tạo cái sự mới lạ hơn trong cái bình hoa của chúng ta.
Và các bạn lưu ý lúc chúng ta sử dụng lá lan để tạo kiệu như vậy thì chúng ta nên lựa những cái lá lan mà nó đẹp ha, không có bị sâu hoặc là bị dơ. Mình sẽ đi thêm một lá ở phía ngoài này nữa. Tiếp theo mình sẽ sử dụng lá xị phát để phủ phần form. Theo mình sẽ sử dụng lid. Cái phần lid thì mình sẽ đưa cao lên gần bằng cái phần che mà mình đã đi lúc trước ha. Đó, bạn để mình sẽ cắm. Cũng giống như lúc này mình cắm que che thì chúng ta sẽ cắm 3 cây không có đều nhau ha. Mình sẽ cắm một cây cao trước. Tiếp theo là một cây thấp hơn. Kế đến một cây cuối cùng. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cúc tía xanh để cắm ở phần trung tâm của bình hoa. Các bạn lưu ý lúc chúng ta bung cúc tía ra mà muốn cúc tía của mình nhanh bung hơn thì chúng ta sẽ để ngang ra như vậy, đỡ cái lòng bàn tay của mình và mình sẽ xoay nhẹ ha, thì cái bông cúc tia của mình sẽ nhanh bung ra hơn và chúng ta sẽ dễ căn chỉnh cái độ lớn. Về phần cúc tia, đầu tiên mình sẽ cắm một cây ở ngay vị trí trung tâm và cắm sát vào, gần sát vào cục form luôn ha. Theo mình sẽ cắm một cây đưa cao lên sát cái phần hoa lis của mình. Các bạn lưu ý khi chúng ta cắm cúc tia thì chúng ta sẽ không cắm đều ha, mà chúng ta sẽ cắm có nhiều nhịp hoa để cái bình hoa của chúng ta tự nhiên hơn, thanh thoát hơn, chứ không bị dính mặt bông lại với nhau. Nên mình sẽ nạy một bông cúc tia ra khỏi cái lớp mà mình vừa đi xong. Ở chính giữa lúc nãy mình đã đi hai bông thấp rồi, bây giờ thì mình sẽ thêm một bông cao vào giữa hai cái bông thấp này, nảy lên một chút xíu. Như vậy cái phần cúc tia của mình đã xong. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cắm có nhiều nhịp hoa ha. Ở đây là nhịp hoa cao, ở một đây là một nhịp hoa vừa và ở dưới đây là nhịp hoa thấp ha. Tiếp theo mình sẽ cho phần hoa phụ nữ vào. Phần hoa phụ nữ của mình sẽ bung ngang ra phía bên tay phải của mình ha. Các bạn lưu ý là lúc chúng ta cắm phụ nữ thì chúng ta nhớ để ý tới cái mặt bông ha. Bởi vì những cái lan phụ nữ sẽ có mặt trước của bông và mặt sau của bông, nhiều bạn không biết thì sẽ cắm đưa cái mặt sau của bông ra như vậy thì sẽ không đẹp. Và chúng ta sẽ cắm làm sao để đưa cái mặt trước của bông ra ha. Và phần bên này thì mình sẽ nương theo dáng của cành lan phụ nữ, có dáng hơi cong đưa ngang
thì mình cũng sẽ cắm nương theo dáng và đưa ngang ra. Và mình còn những cành nhỏ như vậy thì mình sẽ chen thêm ở phía sau này để cái khóm lan vô nữ của mình đậm màu hơn, à, không có bị trống. Như vậy mình đã vừa hoàn thành xong bình hoa để bàn thờ, và tiếp theo mình sẽ che form nha các bạn. Mình sẽ sử dụng lá lan luôn để che phần form ở phía sau thì cái bình hoa của mình được thẩm mỹ hơn. Như vậy mình đã vừa hoàn thành xong cái bình hoa để bàn thờ dáng cao, rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.